Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 2022, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Chúng tôi đã nhiều lần có phát biểu về việc này, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế việc đài loan tiếp tục tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh ba bình thuộc quần đảo trường sa của việt nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của việt nam đối với quần đảo này đe dọa hòa bình ổn định an toàn an ninh hàng hải gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở biển đông việt nam kiên quyết phản đối và yêu cầu đài loan hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai, yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 2022, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Chúng tôi đã nhiều lần có phát biểu về việc này, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Đài Loan tiếp tục tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh ba bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này